Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 231. Suy nghĩ như vậy, Mục Vô Ngân liền đứng dậy, nhìn hai người trước mặt và nói, "Ta rời đi một lát." Được, đoán biết hắn muốn đi tìm Lệ thị, Đào Hoa gật đầu, nhìn hắn ra khỏi sân nhỏ, sau đó ôm eo thầm tại giã tiếp tục nũng nịu, ra là tốt nhất. thẩm tại giã bật cười, nhéo nhéo gương mặt của nàng rồi ôm nàng vào nhà. Mục vô ngân một đường đi vào phòng mình, thấy không có ai, liền đi đến phòng của lệ thị. Trong lòng vốn có chút kỳ lạ vui sướng, nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trong phòng, mục vô ngân liền ngần người ra. Khung cảnh trống rỗng, lệ thị đang thu thập đồ đạc, mái tóc dài xóa, trông rất mờ mịt đang xoay người muốn lấy xiêm y bên cạnh, nàng thấy người đứng ở cửa, liền giật mình. Ngài ở đây làm gì? Mục vô ngân không trả lời, tiến tới nhìn vào tay nàng rồi trầm giọng nói, người muốn đi đâu? Lệ thị mấp máy môi, cười khổ rồi bóp một sợi tóc trắng đưa đến trước mặt hắn, ra, người xem, thiếp có tóc trắng. Vì khẽ chấn động, mục vô ngân cúi đầu, trong mái tóc đen của nàng có xen lẫn những sợi tóc trắng tại sao có thể như vậy mục vô ngân nhíu mày nhìn nàng suy nghĩ một lúc hắn nói gần đây ta cảm thấy ngươi có gì đó không ổn hóa ra là vì ngươi đã già yếu nhưng nàng còn trẻ sao lại có tóc bạc sớm như vậy không có việc gì làm nàng lo lắng chẳng lẽ là do ăn uống kém hoặc mất ngủ nghe lời hắn ánh mắt lệ thị trở nên âm u cúi đầu nói đúng là thiếp đã già yếu dung mạo cũng xấu đi nhiều Gia luôn thích những nữ tử xinh đẹp động lòng người, thiếp ở lại bên ngài cũng chỉ là chán ghét, nhị đi vẫn hơn. Đi, mục vô ngân sững sờ, người có thể đi đâu? Gia đình lệ thị bị dính líu, đã sớm lưu vong. Ngoài nơi này ra, nàng không còn gia đình ở đâu khác. Gia không cần lo lắng, lệ thị nói, tiếp còn có bà con xa, đến ở với họ qua nửa đời còn lại cũng không phải là không thể. Trong lòng có chút phiền muộn, mục vô ngân không vui nói ngươi tình nguyện ăn nhờ ở đầu cũng không muốn ở lại bên ta sao làm sao qua được với bộ dáng này làm sao có thể bầu bạn với hắn hốc mắt lệ thị đỏ lên hắn sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét nàng cho dù vì đồng tình mà giữ nàng lại đây sớm muộn gì cũng sẽ đón nhiều nữ từ trẻ đẹp vào nhà nàng lại phải làm quản gia của hắn giống như trước đây cô độc canh giữ một cái sân chờ một người mãi không đến chi bằng thừa dịp trong lòng hắn còn nhớ đến mình hai phần tốt, vội vàng rời đi. Ra có rất nhiều người bầu bạn, lệ thị cúi mắt nói, dù sao mày thích nhất vị kia, không thể trở lại bên ngài, những người còn lại ở kinh đô cũng tương tự. Người còn để ý khương đào hoa, mục vô ngân mím môi, nàng đã có quy túc, hơn nữa sống rất tốt. Người đã nói nàng không thể trở lại bên ta, sao còn so đo với nàng làm gì? Không phải so đo, Lệ thị lắc đầu, thiếp chỉ là mệt mỏi. Dẫy dụa nhiều năm như vậy cũng không vào được lòng người. Cố gắng lâu như vậy mới khiến hắn có chút hào cảm, nhưng vẫn thua kém người ta chỉ một lần. Trong lòng hắn vẫn còn khương đào hoa, chỉ cần có nàng, lệ thị không cách nào vào được. Dùng mạo trước kia cũng được, nhưng hiện tại, phụ nữ thay đổi đều không tự tin, lệ thị miễn cưỡng cười, lấy đồ từ tay hắn, tiếp tục thu dọn mục vô ngân và nàng biết nhau đã lâu từ trước đến nay hắn luôn cao cao tại thượng nàng hèn mọn tiến trong bụi bẩm nên chưa bao giờ thử nói lời ngọt ngào với hắn nhìn nàng thu dọn đồ đạc rời đi mục vô ngân đi theo phía sau cũng không biết nói gì cho đúng muốn giữ nàng lại sao nhưng vừa rồi lời của hắn đã là ý giữ lại nàng không nghe muốn để nàng đi sao nàng đi đến nhà thân thích thật sự sẽ không bị bắt nạt sao đi đến cửa, lệ thị quay đầu lại nhìn hắn, yên lặng chờ đợi. Mục vô ngân nhíu mày, do dự rất lâu mới hỏi, người đã mang đủ bạc chưa? Mang đủ rồi, lệ thị cười nhẹ, hành lễ với hắn, rồi đứng dậy đi mà không quay đầu lại. Khi đào hoa và thầm tại giã đang ăn tối, không thấy hai người khác, nhờ thanh đài đi tìm, mới phát hiện người đang ngồi ở cửa. Mục công tử làm sao vậy? Khương đào hoa tò mò nhìn hắn, có chút bất ngờ. Mục vô ngân mồi xổm ở cửa, trông giống như đứa trẻ không có nhà, nhưng lại có chút giận dữ, như đang giận dỗi ai đó. Đây là tình huống gì vậy? Thẩm tại giã cũng ngạc nhiên, ngài làm sao vậy? Nàng đi rồi, mục vô ngân buồn bã nói, nói là đi đến nhà thân thích. Lệ thị, đào hoa nhớn mày, liếc hắn, nếu ngài không bỏ được, sao không đuổi theo? Ta, mục vô ngân có chốt bất đắc dĩ ta đuổi theo nàng có thể nói gì nàng đã quyết định đi đào hoa lắc đầu liên tục ngài không hiểu nữ nhân khi nàng nói muốn đi dù chỉ dừng lại một chút trước mặt ngài ngài cũng nên giữ chặt nàng không để nàng đi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng mục vô ngân hỏi sao ngươi biết nàng dừng lại khó đoán lắm sao đào hoa nói một nữ nhân thích ngài làm sao có thể rời đi một cách tiêu sái như vậy trong lòng nàng tất nhiên muốn ngài đến giữ lại nhưng ngài xem ra không giữ lại mục vô ngân hơi tức giận ném đá trong tay mím môi nói ta đã bày tỏ ý muốn giữ nàng lại nàng còn không nhận ra sao có những lời phải nói thẳng ra khiến người khác đoán sẽ dễ dàng nghĩ nhiều đào hoa nghiêm trang nói thân là nam nhi nên nói thẳng thích cô nương nào thì rõ ràng nói cho người ta biết sau đó giữ người ta lại ngài nói ngài không thái độ thành khẩn giữ giờ ở đây ảo não thì có ích gì chợt tỉnh ngộ mục vô ngân đứng dậy xông vào nhà không đầy một lát đã cầm bao đồ đi ra nói với họ nàng đi đã lâu ta đuổi theo nàng có thể sẽ về khuya có thể phải qua đêm bên ngoài hai người các ngươi trong nhà tự tiện nói xong hắn như cơn gió cuốn đi không để lại dấu vết thẩm tại dã nhìn sâu vào bóng lưng hắn hồi lâu sau mới nghiêng đầu Nhìn chằm chằm người bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, Đào Hoa liếc hắn một cái không hiểu, sao vậy? Từ lần đầu tiên gặp ngươi trong cơn mưa gió, ta đã thích ngươi. Thẩm Tại giã rất nghiêm túc nói, vậy nên sau này, ngươi phải ở bên cạnh ta, không được rời đi. Khương Đào Hoa trong lòng khẽ rung động, có chút ngọt ngào, còn có chút chua xót, nàng quay đầu đi, ấp úng nói, ra sao đột nhiên nhớ đến nói chuyện này? Không phải ngươi vừa mới nói sao?" Thẩm Tại Dã nói, thân là nam nhi nên có lời nói thẳng. Chương 232. Ngược lại, làm sao có thể nghe được những lời này? Đào Hoa bật cười, sờ mặt mình, nhìn chằm chằm hắn và nói, "Thì ra ngài cũng là người háo sắc." Ý của nàng là gì? Ngài không phải nói là khi ở cùng phòng với Đệ Phong Vũ? ân. Ngài không phải nói là khi ở cùng phòng với Đệ Phong Vũ? ngài đã liếc thấy thiếp sao? Đào hoa nói, nhìn lần đầu tiên, chẳng lẽ không phải xem người đó có đẹp không? Thẩm tại giã dừng lại một chút, nghiêm túc nói, ta chỉ cảm thấy nàng giả bộ bất tỉnh trông thật mốc nghếch, về phần dung mạo, ta không thấy rõ. Khương đào hoa, sao lại bảo là ngốc, khi đó nàng cơ trí lắm mà. Còn nàng thì sao, thẩm tại giã hỏi, nàng động lòng với ta từ khi nào? Trước đây khó chịu không nói ra, chưa bao giờ biểu lộ tình cảm giờ nói ra lại đủ trực tiếp đào hoa nhìn lơ đãng một lúc rồi nói thiếp không nhớ rõ híp mắt lại thẩm tại giã mất hứng cái gì gọi là không nhớ rõ là thật không nhớ rõ đào hoa nói lúc trước thiếp thấy ngài là người có thể dựa vào đi theo ngài có cái ăn về sau thành thói quen rồi câu trả lời này thật không thể làm người ta hài lòng thẩm tại giã ngẩng đầu nhìn trời cảm thán nói, thì ra về mặt tình cảm, ta thua nàng một ván. Người động lòng trước dĩ nhiên là hắn. Có gì quan trọng hơn, đào hoa bĩu môi, thiếp thua ngài nhiều lần như vậy. Ngài không muốn để thiếp thắng một lần sao, vây đài gặp vong. Cười nhẹ một tiếng, thầm tại giá đưa tay ôm lấy nàng, tựa chán nàng nói, lần này nàng thắng, cả đời này ta sẽ là của nàng. Cười vui vẻ, đào hoa đưa tay ôm lấy hắn, mắt ửng đỏ. Cả đời này nếu có thể dài thêm chút ít thì tốt rồi. Mục vô ngân không biết có đuổi kịp lệ thị hay không, hai người này cũng không biết sẽ có kết cục thế nào. Tóm lại ngày hôm sau khi họ tiếp tục lên đường, chủ nhân của trạch viện này vẫn chưa trở về. Xem ra không thể nói lời từ biệt, đào hoa thở dài, thật khó khăn mới có duyên gặp gỡ như vậy. Nói lời từ biệt có ý nghĩa gì? Ngồi trên xe, thầm tại giã cầm chiếc thảm mềm mại đắp cho nàng thấp giọng nói, mỗi người đều có cuộc sống riêng, núi dài nước xa, giang hồ không gặp là tốt nhất. Lần này không gặp, sau này có thể thật sự không gặp lại nữa. Đào Hoa cười, chắp tay trước ngực, chân thành mong hai vợ chồng này có thể hòa hợp hạnh phúc suốt nửa đời sau. Bốn người tiếp tục lên đường, tình trạng sức khỏe của Đào Hoa đã tốt hơn nhiều, dọc đường đi nàng có thể nói cười, mọi thứ nhìn thấy đều cảm thấy kỳ lạ và quý hiếm nên dọc đường đi ngừng lại một chút tốn thêm vài ngày mới đến được nơi họ muốn đến đây là nơi nào vậy đứng trên đỉnh núi đào hoa nhìn quanh khắp núi cây đào chưa nở hoa nàng đi theo ta thẩm tại giã đưa tay giữ chặt nàng rồi dẫn vào núi đào hoa tò mò đi theo xuyên qua vài con đường mòn lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ rằng sẽ thấy một nơi u tĩnh rất đặc biệt của nông gia tiểu viện kết quả nàng nhìn thấy một đại trạch, đúng vậy, là loại tường đỏ ngói vàng, trông như một biệt thự lớn, nguy nga đứng vững giữa khu rừng đào. Đào hoa, không vui sao, thẩm tại giã nhớn mày, đánh giá tòa nhà đó, xây được cũng không tệ lắm. Ra, đào hoa có chút sụp đổ, ngài không biết xây tòa nhà kiểu này ở đây rất không hợp sao? Không sao, kinh đô đại ngụy hành cung bên ngoài, cũng có một mảnh cây đào như vậy, hoa đào chiếu vào tường đỏ ngói vàng trông rất đẹp mắt thẩm tại giã nghiêm túc nói hơn nữa ở trong tòa nhà này rất thoải mái không tin nàng thử vào xem giờ khóc giờ cười đào hoa phản đối thiếp muốn một tiểu viện hàng rào đó quá đơn sơ trong núi lại ẩm ướt thẩm tại giã nhíu mày với cơ thể nàng cần phải dưỡng sinh tốt nói xong hắn trực tiếp bế nàng lên cưỡng chế mang vào trong trạch viện Đào hoa lựa chọn im lặng, nàng sao có thể quên, thẩm tại giã không phải là một quan tốt. Nếu trộm kho vàng của hắn, số ngân lượng bên trong có lẽ còn nhiều hơn tổng số của các quan viên triều đình. Người như vậy, làm sao chịu sống nghèo khó? Tức giận ngồi cạnh cửa sổ, đào hoa giống như một con mèo nhỏ sủ lông, nhìn cây đào ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Thẩm tại giã cắm cây châm lên đầu nàng, sau đó nói, ăn cơm trước đã ở đây có gì khác tướng phủ đâu đào hoa ủy oải cực kỳ một viện đầy tớ cao tường đại viện chỉ có hoàn cảnh bên ngoài thay đổi thôi không tốt sao thẩm tại dã nói cần có khác biệt đều có ở đây không ai tìm ta làm việc cũng không có những nữ nhân không yên trong viện nàng muốn làm gì có thể làm gì cũng không phải là không tốt buồn bã liếc hắn một cái đào hoa đưa tay khoa tay múa chân nhưng thiếp tưởng tượng ở đây cần có một sân nhỏ không có ai khác, chỉ có hai chúng ta, buổi sáng ngắm mặt trời mọc, buổi tối ngắm mặt trời lặn, chẳng phải tốt sao? Chủ tử, Thanh Đài sụp mặt, chỉ có hai người ngài, nô tỳ phải làm sao? Liếc nhìn nàng một cái, đào hoa híp mắt, người cũng lớn rồi, tự nhiên là nên lập gia đình. Lập gia đình, Thanh Đài run rẩy, lắc đầu liên tục, nô tỳ vẫn thích đi theo chủ tử. Người thích đi theo thì cứ theo, dù sao nhà này cũng lớn thở dài, đào hoa nhận mệnh, suy nghĩ một chút, rồi hỏi thẩm tại dã có bà đỡ không? Thẩm tại dã ngừng lại, thần sắc khẩn trương, gật đầu nói, đại ngụy có vài bà đỡ giỏi đã được đưa đến từ sớm, trong viện này đại phu, y nữ, bà mụ, cái gì cũng có. Tốt, đào hoa cười, vậy ta cũng yên lòng. Nhìn nàng bụng đã hơi nhô ra, thầm tại dã nhắm mắt lại, tâm trạng trong nháy mắt cũng có chút trầm lắng. Khương Đào Hoa lại như người không có việc gì, khôi phục dáng vẻ hoạt bát, bắt đầu kéo hắn đi xem quanh nhà. Tòa nhà này là thầm tại giá đã chuẩn bị từ sớm cho mình, nghĩ rằng một ngày nào đó có thể cần dùng đến. Chỉ là bên ngoài tòa nhà vốn được che kín bằng trận pháp giả núi đá để ngăn cản người ngoài vào, hiện tại lại trở thành đầy khắp núi đồi đào hoa. Đợi đến mùa xuân, nhất định sẽ rất đẹp mắt. Ra, sờ sờ cây châm vừa mới được cài lên đầu, đào hoa tò mò rút ra nhìn, ngài đưa cái này cho thiếp làm gì? Một cây châm bạch ngọc, nhìn có chút quen mắt, lại vô cùng thanh tú, là dương chi bạch ngọc, cũng biết giá trị xa xỉ. Đây là hàng của Trần Bảo Hiên mới có, thẩm tại giá nghiêm trang nói, là cây châm đắt tiền nhất. Hả, đào hoa có chút không hiểu ý hắn, kết quả ngừng đầu lên, nhìn thấy trên đầu hắn cây châm, nàng đã từng mua và đưa cho hắn một cây châm bạch ngọc trong nháy mắt thông minh đào hoa hiểu ý nghĩa gật đầu hiểu rõ ôm cánh tay thầm tại giã nói một đống lời khen ngợi ra thật sự rất có tâm thiếp rất thích thẩm đại gia nghe thấy rất hài lòng ánh mắt nhìn nàng cũng ôn nhu không ít thấp giọng nói cặp châm bạch ngọc này xem như thiên hạ có một không hai chột giả gật đầu đào hoa không có ý nói cho hắn biết nàng trước kia đã từng đưa cho tự yến quy một cây châm bạch ngọc phỏng đoán vị đại gia này biết rõ chắc sẽ nổi giận. Tuy nhiên hắn lại có thể nhỏ mọn như vậy, ngược lại làm người ta cảm thấy bất ngờ. Ngoại ý muốn lại sung sướng. Mấy người đều ở trong nhà này ổn định. Đào Hoa cuối cùng trải qua những ngày tốt lành mà nàng mong muốn, có thể dựa vào nhan sắc để sống sung túc. Chỉ là sắc mặt càng ngày càng kém. Bất kể thầm tại dã tìm phương thuốc hay dược liệu gì, bụng nàng càng lúc càng lớn, nhưng cơ thể lại càng ngày càng gầy thẩm tại giã rất lo lắng cả người như một con sư tử dữ tợn chỉ khi ở bên cạnh đào hoa mới có thể tạm thời kiềm chế tính tình ôn hòa khiến nàng ăn cơm ngủ ngày này uống xong thuốc đào hoa kéo tay áo thẩm tại giã cười hỏi hắn đã tháng ba rồi sao hoa đào vẫn chưa nở thẩm tại giã sắc mặt có chút khó coi ôm nàng vào lòng nhìn ra ngoài nói có lẽ trong núi quá lạnh nên còn phải hai tháng nữa mới nở Đào hoa gật đầu, vậy ta chờ. Bình thuốc dài ở chỗ thanh đài, thầm tại giã liên tục không dám nhìn xem còn lại bao nhiêu. Cho đến khi một ngày tỉnh dậy, cảm thấy lòng đau nhói, hắn mới đứng dậy đi hỏi thanh đài. Thanh đài mắt đỏ bừng, không dám đi hầu hạ đào hoa như trước. Nhìn thầm tại giã, chỉ có thể nói, ra nên ở bên chủ tử nhiều hơn. Đồng tử hơi co lại, thầm tại giã đưa tay cầm bình thuốc bên cạnh lên nhìn tháng năm trong núi lại giống như vừa đến mùa xuân một trận gió từ cửa sổ thổi vào mang theo nhiều cánh hoa đào khương đào hoa dựa vào giường nhìn ra ngoài tay nhẹ nhàng che bụng lớn của mình thấp giọng nói ra có thể ngắm hoa đào nàng tình trạng này không thể ra ngoài thẩm tại giã mím môi nếu muốn nhìn ta sẽ hái vào cho nàng hái vào có ý nghĩa gì đào hoa mếu máo thật khó khăn mới ở tại đào hoa sơn ngài không thể để thiếp tận mắt ngắm đầy khắp núi đồi hoa đào sao? Nhìn sắc mặt của nàng, thầm tại giã rất do dự, Khương đào hoa lại nhất quán có cách làm hắn đồng ý ôm lấy hắn, làm nũng. Được, cổ họng không hiểu sao có chút khô, thầm tại giã bế nàng lên, tay chạm vào xương cốt nàng, trong mắt không khỏi đỏ lên. Phụ hoàng đặt tên chúng ta vào thời điểm, thật thiên vị. Ôm cổ hắn, đào hoa cười nói, khi hoàng tỷ sinh ra, hắn lật thư rất lâu, lấy hai chữ tố hành, khi trường quyết sinh ra, vì là hoàng tử duy nhất, hắn cũng tốn không ít tâm tư. Chỉ có ta, vì hắn thấy trong cung hoa đào nở đẹp, thuận miệng đặt tên. Ôm chặt nàng, thầm tại giã thấp giọng nói, ta rất thích cái tên này. Ta cũng rất thích, không vì gì khác, chỉ vì hoa đào giống ta đều đẹp. Cười đùa nói, hai người vừa bước ra cửa chính, nàng quay đầu, đã thấy khắp núi nở rộ hoa đào. Nở thật đúng lúc, cười, đào hoa đưa tay hứng cánh hoa theo gió, thấp giọng nói, nhưng, ra sau này, vẫn nên đổi chỗ ở đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 233. Thẩm tại ra ôm chặt nàng vào lòng, nửa quỳ trên mặt đất, giọng khàn khàn nói, không ở đây, ta có thể đi đâu được. Đi đâu cũng được, đào hoa cười nhẹ, ra ở đây rất cô đơn một nơi khác sẽ tốt hơn nhìn những ngọn đồi đầy hoa đào này ngày đêm nàng cảm thấy đau lòng trận địa hoa vây quanh thẩm tại giã cố chấp lắc đầu rời khỏi nơi này ta mới là người cô đơn nhất thế gian hắn muốn ở đây bên nàng mãi mãi dù nàng không còn thở nữa thậm chí khi nàng đã yên nghỉ hắn vẫn muốn ở lại bên nàng trải qua nhiều khó khăn mới được ở bên nhau hắn không thể rời xa nàng đào hoa bật cười cờ dài định nói điều gì đó nhưng sắc mặt nàng bỗng tái nhợt cơn đau đến đúng hẹn không có giải dược cổ độc bắt đầu hành hạ nàng như hàng vạn con kiến cắn xé tim gan cảm giác này quen thuộc nhưng vẫn khiến nàng sợ hãi nàng chỉ có thể nắm chặt tay thầm tại dã cắn răng không dám kêu lên có phải ông trời cũng họ lữ không sao ngay cả chết cũng muốn nàng chịu khổ thế này ban đầu nàng còn có thể chịu đựng nhưng khi cơn đau lan ra toàn thân và bụng đau dữ dội, đào hoa bật khóc, tranh thủ lúc còn chút sức lực để nói chuyện. nàng vội vàng đẩy thẩm tại giã ra, đi tìm đại phu và y nữ. có thể ta sẽ sinh non. thẩm tại giã quay đầu nhường chạm lô ở xa đi. đào hoa cắn răng, ngươi đừng ở đây nữa. đi đi. không cần. thẩm tại giã mím môi, ôm nàng vào lòng, chia tay để nàng cắn, tay cũng để nàng bóp, mắt đỏ lên nói người không thể đẩy ta ra vào lúc này. Dáng vẻ chật vật như vậy, hắn cũng phải nhìn sao. Đào hoa vùi đầu vào lòng hắn, đau đến mức không thể kìm nén, gầm nhẹ như con mèo nhỏ bị thương, giọng khàn đặc. Thẩm tại giã không gì không làm được, lúc này lại không thể làm gì, chỉ có thể ôm nàng, tay chân luống cuống cố gắng giảm bớt nỗi đau của nàng, nhưng lại vô ích. Từng ngụm thở gấp, đào hoa cảm giác bầu trời như đang mưa từng giọt nước mưa rơi trên mặt nàng, một chút ấm áp rồi ngay lập tức lạnh buốt. Làm sao bây giờ, cố gắng giữ tỉnh táo, Đào Hoa đè lên bụng, ta sắp sinh non hay thật sự sinh non đây? Đau quá, nó có chịu nổi không? Đại phu và y nữ đã tới, vây quanh hai người, nhưng không dám tiến lên. Đào Hoa đau đến mức đầu óc quay cuồng, khóe mắt nhìn thấy họ, vội vàng nói, "Mau nghĩ cách, cứu con của ta!" Y nữ tiến lên bắt mạch, rồi nhìn dưới thân thể nàng, lo lắng nói với thẩm tại giã, chủ tử, ôm phu nhân vào đi thôi, có thể nàng sắp sinh. Thẩm tại giã ngừng lại, ôm đào hoa đứng dậy, bước nhanh vào sân. Nhưng hắn không hề sốt ruột, đặt nàng lên giường, ánh mắt rất dịu dàng nhìn nàng. Gia không muốn đưa bé này, nhìn vẻ mặt hắn, đào hoa miễn cưỡng hỏi. Ta chỉ cần ngươi, không có nàng, hắn cũng sẽ không sống được lâu. Hoàn thành mọi việc xong hắn sẽ đi tìm nàng, nếu để lại đứa bé, ai sẽ chăm sóc? Đào hoa cười đến rơi nước mắt, ra còn nhớ ở chỗ vợ chồng mục vô ngân cược với nhau không? Thiếp đã thắng, thẩm tại giá im lặng. Lúc ấy, chúng ta đã nói, người thua phải đáp ứng yêu cầu của người thắng. Nhất định phải thực hiện, hít sâu một hơi, ánh mắt đào hoa sáng lên, cầm tay hắn nói, thiếp có một yêu cầu cuối cùng nếu đứa nhỏ này sống, gia phải bảo vệ nó một đời bình an vui vẻ. Nếu nó không thể sống, gia cũng phải tự mình sống tiếp. Gặp lại gặp cô nương nào đó động lòng, hãy sống hạnh phúc cùng nàng. Trong lòng đau đớn, thầm tại giã cắn răng, ta không làm được. Đào hoa nhíu mày, định nói không chơi sỏ nhau như vậy, nhưng cuộc trò chuyện này đã tiêu tốn hết sức lực của nàng, cả người chìm vào một mảnh tối tăm. Phu nhân Y nữ và bà mụ đầy thầm tại dã ra, ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng, cho miếng nhân sâm, trong phòng rối loạn, có nha hoàn đến khuyên thầm tại dã ra đi ra ngoài trước đi. Thẩm tại dã không động đẩy, đứng im bên giường, im lặng nhìn người trên giường. Mọi người không biết phải làm gì, chỉ có thể để hắn ở đó. Thanh đài ngồi xổm ngoài cửa khóc đủ rồi mới vào, nhìn chủ tử trên giường nhíu chặt lông mày, không kìm được nước mắt cổ độc phát tác rất đau đớn, nàng biết rõ, bình thường chủ tử sẽ hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nhưng lần này, chủ tử dãy rủa liều mạng tỉnh lại để sinh đứa nhỏ này. Vài ngày trước nàng đã dự đoán được hôm nay, nên lặng lẽ gọi nàng lại, thấp giọng nói, nếu khi độc phát, đứa trẻ có thể được cứu, các ngươi hãy bảo vệ đứa trẻ, ta dù sao cũng muốn chết. Chủ tử, thanh đài cắn răng, nô tỳ nhất định sẽ tìm cách bảo vệ ngài trước. Người ngốc sao, đào hoa lắc đầu, người bảo vệ một mình ta, có thể sẽ mất ba mạng, nhưng bảo vệ đứa trẻ này, chỉ mình ta chết. Ba người nào, một người thôi, thanh đài lúc đó không hiểu, nhưng khi thấy dáng vẻ của tướng gia, nàng chợt hiểu ra. Chủ tử muốn dùng đứa trẻ này để tướng gia sống tiếp, vì vậy, dù đau đớn như bị dày vò trong chảo dầu, nàng cũng phải sinh đứa trẻ này. Nàng đã thấy chủ tử liều mạng nhiều lần, vì sinh tồn hoặc đạt được thứ cần tìm nàng luôn dốc hết sức dáng vẻ ấy khiến người ta cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều điều có thể cố gắng tinh thần phấn chấn nhưng thanh đài chưa từng thấy khương đào hoa liều mạng như bây giờ chống lại bước chân của hắc bạch vô thường muốn để lại đứa bé cho trượng phu trước đây làm gì nàng cũng giữ lại đường lui cho mình nhưng lần này nàng trực tiếp chạy vào cái chết nhìn mà khiến nàng cảm thấy bi thương không nói nên lời a à, đau nhức tỉnh dậy đào hoa cuối cùng mở mắt thở hổn hển cơn đau do cổ độc như biến mất một chút nàng không biết cơn đau tiếp theo sẽ đến khi nào vội vàng nắm lấy tay bà mụ bên cạnh mau nói cho ta biết sinh như thế nào bà mụ bị dáng vẻ này dọa sợ tay run lên nhưng may là đã đỡ đè nhiều lần chưa từng gặp trường hợp này người phụ nữ muốn giành lại con từ diêm vương hơn nữa sắc mặt nàng tái nhợt như người chết người đừng lo lắng đào hoa trấn an nàng hít sâu hít thở rồi nói cho ta biết sinh thế nào vài bà mụ bên cạnh giờ khóc giờ cười nhìn nàng nói phu nhân ngài hiểu rồi đó nước ối đã vỡ ngài hít sâu theo lực tay chúng tiểu nhân dùng sức đào hoa ngoan ngoãn làm theo mặt tái nhợt định cắn thứ gì đó để không kêu nhưng cơn đau sinh còn đáng sợ hơn cả cổ độc nàng không thể kìm nén vẫn kêu lên chương 234 Thẩm tại giã nghe thấy, chân đứng không vững, muốn tiến đến nhưng bên giường đầy người. Anh không kìm được cơn thịnh nổ, tránh hết ra cho ta. Thanh đài cao mày, đứng chắn trước mặt anh, ngài đến cũng không giúp gì được, hãy ở bên cạnh chờ xem. Đây là lần đầu tiên nàng dám nói chuyện với thẩm tại giã như vậy. Cũng là tình thế cấp bách không có cách nào khác. Nguyện vọng duy nhất của chủ tử là sinh con, nếu anh can thiệp, chẳng phải làm cho chủ tử không yên lòng sao? Thẩm tại giã chừng mắt nhìn nàng, thanh đài cũng gan lì, không lùi bước. Đang rằng co, mọi người phía sau bỗng thét lên kinh hãi, đã ra rồi. Đào hoa không còn la hét nữa, nhưng cũng không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Thanh đài trong lòng chợt lạnh, từ từ quay đầu lại. Thẩm tại giã cũng cứng đờ, ngừng đầu nhìn về phía giường. Vài bà mụ bế đứa bé, đang cắt cuống rốn nhưng đứa bé toàn thân tím tái trông như thai chết lưu không khóc cũng không kêu này bà mụ giàu kinh nghiệm cũng luống cuống nếu không phải mặt mày còn giống trẻ con các bà chắc đã nghĩ đây là yêu quái sống dậy hơn nữa trẻ sơ sinh không khóc thường là dấu hiệu của cái chết bớt đau thương đi bà mụ dè dặt nói với thẩm tại giã bên giường đứa nhỏ này đưa đây thẩm tại giã đưa tay chưa tắm rửa đứa trẻ mới sinh rất bẩn bà mụ dùng thứ gì đó bao lại rồi đưa cho anh thẩm tại giã cúi đầu nhìn đứa trẻ nhắm mắt không nói lời nào đứa bé giống hệt mẹ nó nằm trên giường là con gái trong lòng khẽ mềm lại thẩm tại giã đưa tay vỗ nhẹ nàng xem như tiễn biệt một đoạn đường kết quả đứa trẻ oa một tiếng khóc lên rồi tiếng khóc vang dội cả viện khiến thẩm tại giã suýt ném nàng đi thanh đài mừng rỡ vừa khóc vừa cười, vội vàng đón đứa trẻ xem xét. Vui mừng đến mức rậm chân, sống rồi, sống rồi. Đòi cân xem, thẩm tại giã ngẩn ra, mắt sáng lên, vội cúi đầu nhìn đào hoa trên giường. Đứa bé còn sống, vậy nàng thì sao? Người nằm yên, giống như ngọn nến cháy hết, sắc mặt tiều tụy, không còn dấu hiệu sống. Đồng tử hơi co lại, thầm tại giã vội nắm tay nàng, phát hiện tay lạnh buốt giống như cầm củi khô giữa mùa đông. Mọi người trong phòng sững sờ, y nữ do dự rất lâu muốn bắt mạch cho nàng nhưng bị thẩm tại giã ngăn cản. Các người ra ngoài hết đi, thẩm tại giã nói, ta ở lại với nàng. Ra, thanh đài sợ hãi, ôm đứa trẻ đứng cạnh anh, ngài không đặt tên cho tiểu thư sao? Chờ mẫu thân nàng tỉnh lại rồi đặt, thẩm tại giã nhẹ nhàng vuốt tóc mai của nàng ra sau tai, giọng rất nhẹ, nếu mẫu thân nàng không tỉnh lại, các ngươi mang nàng đến gặp hoàng thượng, nhờ hoàng thượng chọn tên hay cho nàng. Thanh đài cảm thấy bất an, nghĩ rằng thầm tại giã sẽ không điên rồ đến mức muốn chết theo chủ tử, chỉ cần đứa trẻ sinh ra, anh sẽ như chủ tử mong muốn, sống tốt và nuôi nấng đứa trẻ. Nhưng anh không nhìn đứa trẻ nhiều, nên làm gì bây giờ? Mọi người trong phòng cứng mắc không động đẩy, thẩm tại giã không kiên nhẫn, bế đào hoa ra ngoài người trong ngực không có nhiệt độ, không thở, không tim đập, nhưng thẩm tại giã giả vờ không cảm nhận được. Ôm nàng đến chỗ có nhiều cánh hoa nhất, đặt nàng xuống, dựa vào thân cây, để nàng dựa vào lòng mình. Gió ở đây thổi, như mưa hoa đào, chắc người cũng thích. Anh cười thấp giọng, nhưng trong núi lạnh hơn, hoa nở muộn, nếu người còn ở đây chạy nhảy, leo cây, chỉ cần ta ở đây, người có thể leo. Người nên chờ một chút, gió thổi qua cuốn đầy cánh hoa thẩm tại giã cười ôm chặt nàng hiện tại người cũng phải chờ ta đi chậm một chút đợi mưa hoa tảnh anh tự tay chôn nàng ở đây để nàng không cô độc sau đó anh sẽ đuổi theo nàng cũng kịp thôi thẩm tại giã trong lòng có giang sơn vạn dặm nếu một năm trước có ai nói anh sẽ tự tử vì tình anh sẽ cho là người đó bị bệnh anh còn nhiều việc phải làm làm sao có thể dễ dàng từ bỏ mạng sống nhưng khi cảm nhận người trong ngực lạnh lẽo anh thấy mọi thứ trên đời không còn ý nghĩa làm gì cũng vô ích nàng không trở lại bên anh cũng không còn ai như nàng thích ôm anh mỗi khi mở cửa làm bánh hoa đào cười dịu dàng ngủ không phòng bị đáng yêu vô cùng anh đi đâu để tìm nàng nếu phải suối vàng thì cứ đi thôi trạm lô đứng từ xa dù là nam nhi bảy thước cũng không kiềm được nước mắt. Thượng đế không thể chiếu cố họ lần nữa sao? Đã trải qua nhiều, không đổi lại được sự đoàn tụ. Trời tối rồi lại sáng, khắp núi hoa đào bị gió thổi rơi, phủ kín mọi nơi. Thẩm tại giã rũ mắt, bế người trong ngực lên. Dù biết đào hoa đã đi, nhưng khi ôm nàng, anh không ngờ cơ thể nàng vẫn mềm mại. Ngạc nhiên, thẩm tại giã cúi đầu nhìn nàng. Không biết có phải cánh hoa đào quá nhiều, trên mặt nàng có chút huyết sắc. Nhìn nàng một lúc, anh hít sâu, cúi đầu lắng nghe. Tiếng thở yếu ớt, tim đập rõ ràng truyền vào tay anh. Tâm như muốn nhảy ra, thầm tại giã cắn răng, ôm nàng chạy về hướng nhà, chân bị đè ép cả đêm không kịp thích ứng, ngã về phía trước. Anh vội đổi hướng, ôm nàng bảo vệ trong ngực, ngã vào đống cánh hoa. Chủ tử Chạm lô và thanh đài vội chạy đến, chạm lô đỡ thầm tại giã, thanh đài địch đón chủ tử, nhưng tướng gia gắt gao che chở, không cho nàng. Ra, không biết xảy ra chuyện gì, hai người tò mò nhìn thầm tại giã rè rặt nghe động tĩnh, rồi tiếp tục chạy về phía trước như điên. chương 235 Mọi người đều nghĩ rằng tướng gia bị kích động gì đó, nhưng sau đó thấy hắn rất tỉnh táo, đưa đại phu đến, mắt sáng rực như đốt sáng vô số đèn để nàng xem thử đại phu ngạc nhiên lo lắng bắt mạch cho đào hoa ban đầu là ngạc nhiên sau đó thở dài phu nhân có chút ương ngạnh có thể sắp hấp hối đây là hồi quang phản chi đại phu ngạc nhiên lo lắng bắt mạch cho đào hoa ban đầu là ngạc nhiên sau đó thở dài phu nhân có chút ương ngạnh có thể sắp hấp hối đây là hồi quang phản chiếu vì tim của nàng đã suy kiệt rất khó để giữ mạng không thể nào, thẩm tại giã lắc đầu, nàng đã sống lại, có hô hấp, vậy thì có thể cứu. Chuyện này, đại phu mặt trắng bệch, sợ hãi liếc nhìn hắn, sau đó nói, nếu có linh đan rượu dược, ngài có thể thử. Nhưng kết quả thì, lão phu không dám đảm bảo. Linh đan rượu dược, thanh đài bên cạnh như nhớ ra điều gì, liền chạy đến, lấy ra một chai thuốc tím, thần y lần trước nói, thứ này có lẽ có thể cứu chủ tử một mạng thẩm tại giã dừng lại lập tức nhận thuốc rồi dùng nước cho đào hoa uống đại phu đứng bên cạnh quan sát người thấy mùi thơm ngát của thuốc kinh ngạc nói đây thực sự là thuốc tốt có thể khởi từ hồi sinh không thanh đài vội vàng hỏi không thể đại phu lắc đầu nhưng nếu đã đến hơi thở cuối cùng có thể thử thẩm tại giã hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì mắt đỏ ngầu bóp thuốc nhưng không thể nào nhét vào miệng nàng Lúc này Thanh Đài mới nhớ ra, khi chủ tử hôn mê, nàng không bao giờ chịu mở miệng. Thuốc này chỉ ở bên miệng nàng, không thể nào đưa vào được. Làm sao bây giờ? Thanh Đài hoảng hốt, thầm tại dã không do dự, nhét thuốc vào miệng mình, dùng lưỡi đẩy, cưỡng chế hôn lên môi nàng. "Đừng phun ra, hắn nói khẽ, ta sẽ không hại ngươi, đừng phun ra." Người trên giường nhíu mày, như thật sự nghe thấy, nuốt thuốc xuống, sau đó không có động tĩnh gì thanh đài thở phào nhẹ nhõm, nhưng thầm tại giã vẫn khó coi, mắt chăm chú nhìn đào hoa, muốn xem thuốc có tác dụng không. Nhưng, người trên giường một hồi lâu không có phản ứng gì, chỉ có sắc mặt tốt hơn một chút. Có chút vội vàng và lo lắng, thầm tại giã hỏi đại phu, bây giờ thế nào? Đại phu hoảng hốt, vội nói, ngài đừng nóng, thuốc có tác dụng cũng phải đợi, nhưng nhìn sắc mặt phu nhân. Có lẽ có thể cứu sắc mặt tím xanh dần biến mất khuôn mặt nhỏ của đào hoa từ từ trở lại hồng hào hô hồ hấp cũng bắt đầu rõ ràng và mạnh mẽ thẩm tại giã trong lòng nhẹ nhõm suýt nữa không đứng vững chạm lô vội đỡ hắn vừa mừng vừa lo phu nhân được cứu rồi ngài cũng phải bảo trọng đi ăn chút gì đi lâu như vậy không ăn cơ thể ngài sẽ không chịu nổi người mang đồ ăn vào đây thẩm tại giã nói ta sẽ ăn ở đây phòng này đầy mùi máu tanh và mùi thuốc nếu là ngày thường chủ tử của ta chắc chắn sẽ ghét nhưng bây giờ vẫn có thể ăn trong hoàn cảnh như vậy chạm lô cảm thấy cổ họng hơi khô nhìn hắn một cái rồi quay người ra ngoài hắn cảm thấy chủ tử của mình là người tuyệt tình nhất và cũng thâm tình nhất thiên hạ bọn họ không biết rõ nhưng hắn thì rõ ràng nhất từ lâu thủ tử đã chuẩn bị nhờ hắn chuẩn bị quan tài cho phu nhân và mình hắn sẽ đưa phu nhân lên đường, sau đó chính mình đi theo. Ai cũng biết rằng có câu độc thân lên đường kiếp sau sẽ không gặp lại, hắn không muốn phu nhân cô đơn, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng chính hắn cũng không có ai đưa tang. Thẩm Tại Dã, người cơ trí cay độc, tính toán kỹ lưỡng người trong thiên hạ, một thân công danh, cuối cùng chỉ muốn mai táng giản dị tại vùng núi đào hoa, không hưởng tông miếu thờ cúng. Hắn cảm thấy lòng chua xót. Mày thay bây giờ mọi chuyện cuối cùng cũng có chuyển biến chỉ cần phu nhân sống lại hắn nhất định sẽ nói với nàng chủ tử của hắn thực sự sẽ là người tốt nhất thiên hạ đối với nàng khương đào hoa như đang trải qua một giấc mơ dài chìm đắm trong bóng đêm không thể thoát ra bất chợt hoảng hốt liền gọi thầm tại giã tiếng gọi vang vọng khắp nơi phía trước không xa đột nhiên xuất hiện ánh sáng đào hoa vui mừng nhấc váy chạy tới khi chạy mới nhận ra điều gì đó kỳ lạ đưa tay sờ bụng, cảm thấy trống rỗng. Còn ta đâu, lòng nàng chợt lạnh, đào hoa trợn mắt, ngã ngồi dưới đất ôm bụng tìm kiếm, con ta đâu. Ánh sáng phía trước nhẹ nhàng tiến về phía nàng, đào hoa không để ý, chỉ muốn tìm con, thân thể đột nhiên nặng chịu, cả người tỉnh dậy từ giấc mơ. Nhìn lần đầu thấy đỉnh màn trướng, nhìn lần nữa thấy thẩm tại giã có chút tiều tùy. Hắn vẫn nghiêm mặt như thường, giống như sáng sớm gọi nàng dậy liếc nhìn nàng nói tình trong lòng không biết vì sao có một niềm vui gặp lại sau lâu ngày đào hoa đưa tay làm nũng với hắn muốn ôm ôm cổ họng nghẹn ngào thầm tại giã không nói gì đưa tay bế nàng lên thân thể nhẹ nhàng không giống như trước cùng khô kiệt đồng dạng nhưng vẫn sống sót ra đào hoa chỉ định ôm hắn một chút kết quả bị hắn ôm chặt không buông chẳng phải mới đây hắn vẫn là người lạnh lùng sao đang muốn trách hắn hai câu nàng cảm thấy vai ấm áp có gì đó từ vai nàng chảy xuống ôn hòa rồi lạnh lẽo giống như ngày đó trong rừng đào dưới mưa đào hoa giật mình ngực ấm áp dối bời ôm chặt hắn giả vờ như không phát hiện gì chờ hắn trở lại bình thường trước kia nàng lúc nào cũng không cảm nhận được thẩm tại giã quan tâm mình trong lòng hắn quá nhiều thứ nàng cảm thấy mình chỉ ở một góc nhỏ nhưng bây giờ nàng thực sự hiểu người này xem nàng như sinh mạng vô cùng yêu thích nàng thật tuyệt vời khi thẩm tại giã buông nàng ra trên mặt không biểu hiện gì chỉ hỏi đói không đương nhiên đói rồi đào hoa chỉ muốn ăn thịt nhưng khi vừa sờ bụng còn ta đâu lòng nàng lạnh ngắt đào hoa lắp bắp chẳng lẽ giấc mơ đó là thật con ta không còn thẩm tại giã sững sờ lúc này mới nhớ tới còn có đứa bé vội vàng nói có người sinh con gái thật sao mắt đào hoa đã ngấn lệ ngươi không lừa ta chứ thẩm tại giã gật đầu vội bảo thanh đài đi ôm đứa bé đến nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ đào hoa mới thực sự thở phào nhẹ nhõm đón lấy tã lót và nhìn kỹ nàng đào hoa nháy mắt vài cái ngạc nhiên sao nàng lại màu tím Thanh Đài không dám nói, thầm tại giã cũng không hỏi, tự nhiên không biết lý do, chỉ có thể mời đại phu đến xem. Phu nhân không còn cổ độc, đại phu nhắm mắt nói, thuốc đó cũng cứu mạng ngài, đã là may mắn trong bất hạnh. Sau đó thì sao, đào hoa cảm thấy có sự cảm xấu, trầm mặt nhìn đại phu, con ta làm sao? Đại phu lui về sau hai bước, liên tục chắp tay, vị tiểu thư này sinh ra đã mang độc, xem như nàng cứu phu nhân một mạng, nhưng nàng có thể sống bao lâu. Lão phu không biết, vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, nhưng lại rơi vào một tình huống khác. Đào hoa mặt tái nhợt, ngần người ôm đứa bé, không biết nói gì. Thẩm tại giã nhíu mày, ôm mẹ con nàng vào lòng, nói, sẽ ổn thôi, nếu nàng còn sống, mọi thứ sẽ ổn, người đừng lo. Làm sao có thể không lo lắng? Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn